Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá thành công nhóm lừa bán tóc giống trên không gian mạng. Trước đó, nhiều người dân tại tỉnh Thái Bình phản ánh về việc mua phải giống lúa kém chất lượng mang nhãn mắc VST 899 được giao bán trên các trang Facebook. Truy vết trên không gian mạng, cơ quan điều tra công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ việc có 3 nhóm gồm 7 người cùng chú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy thóc thu hoạch của gia đình và mua thêm các loại thóc giá rẻ, rồi tự đóng túi ni lông loại 1kg, đặt in nhãn mát giống lúa VST899, dán lên bao bì của túi thóc. Sau đó, những người này lấy các hình ảnh video trên mạng để chạy quảng cáo trên các trang Facebook nhằm tiếp cận được nhiều người. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định trên thực tế tại Việt Nam không có giống lúa VST-899, thông tin mà các đối tượng đưa ra đều không có thật. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng và khởi tố 7 bị can cùng chú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng 5 năm 2023 đến nay, ba nhóm đối tượng trên đã giao được trên 23.000 đơn hàng đến người dân khắp cả nước, tương đương với số tiền chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua vụ việc này, Công an tỉnh Thái Bình khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các mặt hàng về giống lúa cây trồng được giao bán trên mạng xã hội, nên chọn mua các loại giống uy tín có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng ở các đơn vị sản xuất kinh doanh đã được cấp phép hoạt động. Sáng ngày 4 tháng 7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 17, với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 đã thông qua đề án phát triển giao thông công cộng bằng buýt điện, năng lượng xanh, nằm trong nội dung nghị quyết phát triển kinh tế xã hội tại thủ đô. Theo nội dung đề án, Hà Nội đặt cột mốc từ 2026 đến năm 2030 sẽ có 50% xe buýt điện và 50% xe buýt chạy LNG là khí dầu mỏ hóa lỏng không màu không mùi hoặc chạy bằng CNG khí thiên nhiên, thành phần chủ yếu là CH4 metan được xem là nguồn năng lượng sạch. Với nguồn lực tài chính 43.000 tỷ đồng, với xe buýt hoạt động trong khu vực đô thị trung tâm trong vành đai 4 được định hướng chuyển đổi sang chạy điện các tuyến buýt mở mới ưu tiên sử dụng phương tiện năng lượng điện, năng lượng xanh. Ngoài ra, Hà Nội cũng sẽ thay toàn bộ xe buýt chạy dầu diesel đã hết khấu hao và hết hạn thầu. Các xe còn khấu hao chưa đến 10 năm thì từ ngày sản xuất được sử dụng đến hết khấu hao để chuyển sang xe buýt xanh. Giai đoạn 2024-2030, tỷ lệ chuyển đổi buýt chạy dầu diesel sang buýt xanh là 70-90%. Giai đoạn 2031 đến 2035 sẽ là 100% xe buýt chạy tại Hà Nội là xe buýt điện. Theo tin tức số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng doanh thu phí bảo hiểm quý 2 năm 2024 ước đạt 55.600 tỷ đồng, mức này có tăng nhẹ so với quý 1 liền trước nhưng vẫn giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 109.100 tỷ đồng, giảm 3,8%. Số liệu này cho thấy tốc độ giảm doanh thu phí bảo hiểm đã chậm nhưng vẫn đánh dấu quý thứ năm liên tiếp đi lùi. Từ ngày 1 tháng 7, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi cấm ngân hàng bán bảo hiểm kèm khoản vay. Cụ thể, nghiêm cấm các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức. Nhiều chuyên gia lo ngại thị trường bảo hiểm sẽ có tác động nhất định từ quy định mới này, bởi thực tế thị trường bảo hiểm với kênh bán qua ngân hàng vừa qua tăng trưởng nhanh, tại một số ngân hàng có tình trạng ép khách vay mua kèm bảo hiểm hoặc đánh cháo khái niệm giữa sản phẩm này với gửi tiết kiệm. Quy mô dân số Việt Nam đã hơn 100 triệu người, tuổi thọ người Việt Nam được cải thiện nhưng tuổi thọ bình quân khỏe mạnh thấp, thời gian sống với bệnh tật kéo dài. Theo cục dân số, Việt Nam vừa vượt mốc 100 triệu dân, tuổi thọ của người dân được nâng cao đạt 73,7 tuổi năm 2023, đồng thời vượt qua các xu hướng toàn cầu về giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ trong 30 năm qua và tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt mức cao trên thế giới. Tầm vóc thể lực người dân có bước cải thiện